Xe hư hả? Để anh sửa cho nghe. Tôi không cần. Xe em hư mà sao không cần? Để anh sửa cho. Ông tránh xa tôi ra Tính đi. ra gì? Anh là người hùng, em là mỹ nhân Tôi mà. nói là tôi không cần mà. Cần giùm anh đi mà. Ông làm gì vậy? Tôi ra đây bây giờ đó. Về chứ làm gì? Là đi. Ở đây vắng lắm, con mình anh với em mà. Dễ thương quá, lại đây. Là gì? Yêu mà. Giờ chạy phải không? Chạy nè, chạy. Chạy hả? Ngoan nè. Ngoan đi. Tôi không làm hại cô đâu. Đừng sợ. Anh nữa hả? Buông tôi ra. Nè, cô bình tĩnh lại đi. Tôi đã nói với cô là tôi không làm hại cô đâu. Cô đừng có sợ mà. Cô mặc áo khoác của tôi đi. Tôi không làm hại cô đâu. Mặc đi, đừng có sợ. Tôi đã nói với cô là cô đừng sợ tôi mà. Những gì xảy ra trước kia là do cô hiểu lầm tôi thôi. Mặc vô đi. Lần sau nếu như cô đi về vào giờ tối như vậy á, đừng có đi qua con đường này. Buổi tối ở đây con đường rất vắng vẻ, bọn xấu thường lợi dụng để mà làm bậy với các cô gái đi một mình. Cảm ơn anh. Chào anh Duy. Dạ chào anh, khỏe không anh? Dạo này lu bu quá. Sao lâu quá không thấy anh ghé ủng hộ? Ờ, tôi đi với bạn. À vậy hả? Phải nói là hôm nay vinh dự lắm mới được nói tiếp anh Duy đó. Không cần phải nói như vậy đâu. Dạ. À, anh có cần em đem mấy đứa nhỏ hay em Út đến đón tiếp anh không? Thôi, dù đó tôi không cần. À. Tôi đi với bạn của tôi. À, anh có bạn rồi hả? Dạ. Ok, cảm ơn nha. Dạ, anh cứ tự nhiên. Đi nước kiểu gì vậy mày? Mày muốn gì? Muốn gì hả mày? Mày biến đi. Tao không muốn thấy cái mặt mẹ ở đây nữa. Nghe chưa? Thôi đi. Đi đi anh. Dạ. Dạ thôi anh vô uống với em ly đi. Cảm ơn anh Đạt. Tới nhà Trúc rồi. Trúc gửi áo lại anh nè. Không cần đâu, Trúc cứ mặc đi, bữa nào tôi lấy sau cũng được. Cảm ơn anh. Không có gì, Trúc đừng có sợ nữa. Mà nè, mai mốt á có ai ăn hiếp Trúc, Trúc cứ gọi cho tôi, thằng đó sẽ bị trừng phạt liền. Tôi đi nha. Chào anh. Chào anh. Anh là bạn của Nhã Trân hả? Em quen người này hả? Tôi là Thái Duy. Tôi hỏi sao anh không trả lời? Tôi là Tuấn Trung, bạn của Nhã Trân. Thôi, mình nâng ly đi. Chúc mừng bạn mới.
Trân nè, cho anh mượn bảo em chút nha. Xuống, ra ngoài với tôi. Tụi anh đi nha. Anh muốn gì? Nè, chuyện gì hả? Chuyện gì hả? Anh làm gì vậy? Cái gì hả? Hả? Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Sao lại đánh tôi? Nè, mày dám đụng tới người yêu của tao, mày đúng là thằng không biết điều. Anh nói ai? Nhã Trân hả? Mày vẫn chưa tỉnh ra hả? Được, tao sẽ cho mày một bài học. Để từ nay về sau, mày không dám bén mảng gần người yêu của tao nữa. Hả mày? Hả mày? Mày sao? Bản lĩnh của mày chỉ có vậy thôi hả? Mày tiếp đi. Cho mày chưa? Dừng tay lại. Mày làm cái gì vậy? Dừng lại. Mày hả mày? Dạ Trân, em không anh... thấy anh đang dạy cho nó một bài học hay sao? Anh đã nói dừng tay lại đi. Dám chụp lại cả tao mày. Thôi. Hôm nay có mặt em ở đây, anh sẽ bỏ qua cho nó. Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy đâu. Nhớ mày. Anh Duy. Mày. Alo, Trúc hả? Em muốn gặp anh. Gặp anh, nhưng anh... Em có chuyện quan trọng. Vậy ngày mai được không em? Em đến công ty. Không được. Chuyện quan trọng lắm. Em cần gặp anh ngay bây giờ. Nếu không thì... Thôi được, anh tới liền. Thank you.
Vô đi anh. Ủa sao giờ này em còn thức vậy? Đầu óc em đang rối tung cả lên nè. Anh ngồi đi. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Mặt anh bị sao vậy? Bầm tím hết trơn rồi. Anh bị tai nạn hả? Sao giống em vậy? Em cũng mới bị một gã biến thái tấn công nè. Em phải cẩn thận mới được chứ. Còn anh nữa kìa. Để em lấy thuốc sức cho anh. Không cần đâu. Chuyện nhỏ mà. Nè, em cần gặp anh có chuyện gì không? Tự nhiên em cảm thấy bất an sau vụ vừa rồi. Em nghĩ nếu chẳng may em gặp điều bất hạnh như anh hai của em thì sao? Cuộc sống con người sao mong manh quá anh à. Trúc có bao giờ bi quan như vậy đâu. Em chỉ tin tưởng một mình anh thôi. Nên em gọi anh tới để trao cho anh một bí mật mà em đang nắm giữ. Bí mật? Em chỉ tin tưởng một mình anh thôi. Nên em gọi anh tới để trao cho anh một bí mật mà em đang nắm giữ. Bí mật? Bí mật gì? Sao giống phim hình sự quá vậy? Em có vấn đề về sức khỏe không đó? Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa. Anh ngồi chơi một chút rồi về. Ngày mai em nên đi khám sức khỏe đi. Cái gì đây? Tất nhiên nó là một cái USB. Nhưng nó không giống như những cái USB thông thường khác. Anh chưa hiểu. Trước ngày anh hai của em gặp nạn, anh hai của em có chạy về quê để trao cho em cái USB này. Thái độ của anh ấy lo lắng và dao động lắm. Ủa mà anh hai, anh hai chở em đi đâu vậy? Cho em đi một vòng cho biết. Lỡ mai mốt không còn xe đâu mà đi. Sao lại không còn? Những người tử tế như anh, em tin chắc chắn sẽ được trời Phật phù hộ độ trì đó. Mà sao anh hai không chở má đi cho má biết mùi xe hơi đời mới? Em thấy má đi xe khách á, lần nào về cũng nằm sải tay sải chân hết trơn rồi. Vì anh không muốn má biết chuyện này. Chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng? Cho em cái này. Trong đây có cái gì? Em không hiểu. Đây là bí mật của ông Lâm và công ty Đại Phát. Anh đã ghi được. Chị Trân có biết chuyện này không anh? Không. Vậy là chị theo phe ba của chị hả? Không. Sao hai vợ chồng với nhau anh không đưa cho chị mà đưa cho em? Anh nghi ngờ chị gì phải không? Nếu biết ông Lâm làm ăn phi pháp và nóng trong tay bằng chứng là cái USB này, thế nào nhà Trân cũng phản ứng mạnh mẽ chống lại ba mình. Anh e rằng lúc đó bọn họ sẽ không để yên cho nhà Trân. Em hiểu rồi. Nhưng mà em giữ cái này làm gì? Vì anh, vì cuộc sống này. Chúng ta không thể nào làm ngơ trước tội ác. Sao anh không gửi thẳng cho công an tố cáo họ luôn? Vì anh còn lấn cấn chuyện nhà Trân. Anh không muốn cô ấy trở thành kẻ thù của cha mình. Được rồi, em sẽ giữ giùm anh. Nhưng em không được để cho má biết nghe chưa. Má sẽ lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Em tưởng đâu anh làm rể nhà giàu sẽ sướng lắm chứ. Tiền bạc thì xài phủ phê. Ai ngờ đâu là khổ như vậy.
Nhiều khi mình đứng ở ngoài nên không biết được. Chưa đôi lúc đồng tiền dính máu em à. Anh hai của em giờ đã mất rồi. Em có giữ nó cũng đâu làm được gì đâu. Em đưa cho anh, biết đâu anh có thể cần đến nó. Nhưng em đã xem nội dung trong đây chưa? Dạ chưa. Anh hai đưa sao thì em giữ như vậy. Em đâu có dám. Em chỉ nghe anh hai nói là trong đó lưu trữ tài liệu mà ông Lâm và công ty Đại Phát làm chuyện bất hợp pháp thôi. Nhưng sao em không đưa cho Nhã Trân? Dù sao cô ấy cũng là chị dâu của em mà. Trước kia anh hai của em không đưa chị Nhã Trân vì sợ cháy bị liên lụy. Còn bây giờ em cũng không đưa chị Nhã Trân vì... Vì sao? Vì em không còn tin tưởng chị ấy nữa. Bây giờ chị đã trở thành một người khác. Chị không còn như ngày trước mà anh hai em đã yêu. Anh hai của em vừa mất không bao lâu thì chị đã gặp với người khác rồi. Nhưng còn anh, em chưa biết gì nhiều về anh. Sao em lại giao cho anh một chuyện hệ trọng như vậy? Nếu anh là người của họ thì sao? Em nên nhớ rằng ông Lâm rất tin tưởng anh. Anh là cố vấn pháp luật của công ty. Nhưng riêng em, em cảm thấy anh khác với họ. Anh là người duy nhất mà em tin tưởng để trao bí mật này và làm một điều gì đó để hương hồn của anh hai em được siêu thoát. Thôi được, anh sẽ xem trong này có cái gì. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Thôi anh về đi, chúc em ngủ ngon nha. Dạ. À, anh Tuấn Trung. Chuyện gì vậy em? Dạ. Không có gì. Anh về cẩn thận nha. Anh về nha, em ngủ ngon. Dạ. Anh về nha. Chào anh. Cảm ơn em đã ở bên anh trong lúc anh buồn phiền nhất. Có gì đâu, em cũng thích chia sẻ buồn vui với anh mà. Đi với anh cả đêm như vậy, người nhà em có phiền không? Thôi cũng trễ rồi, anh đi về nhà đi. Ừ, vậy được rồi. Anh lái xe cẩn thận nha. Ừ, em vào đi. Cái thằng chỉ giỏi thói chơi bời thôi à, không bằng cậu Hoàng Nam một góc nữa. Trâm, con chào ba má. Đi đâu mà giờ này mới về vậy? Con đi chơi với bạn. Bạn nào? Thằng Thái Duy phải không? Ảnh là người của ba, ba biết rồi mà. Ba không muốn con quan hệ với nó nữa. Tại sao con quen ai ba cũng cấm hết vậy?
Ông à, con nó mới về mà, để cho nó nghỉ ngơi. Bị im đi. Chúng ta quá nuông chiều nó mà. Trước kia là thằng Hoàng Nam, bây giờ là thằng này. Tôi không muốn. Con mệt rồi, con lên phòng đi. Đừng lại. Chuyện gì nữa ba? Con cư xử với ba má như vậy đó hả? Con thấy mình không làm gì sai hết. Không sai? Con gái con đứa đi chơi đêm hôm như vậy mà nó không sai hả? Con đủ tuổi trưởng thành để biết mình đang làm gì mà. Đủ tuổi trưởng thành rồi muốn làm gì thì làm hả? Con nghĩ con là ai trong cái nhà này mà ăn nói kiểu đó với ba má? Ông à, đơn giản con chỉ là một thành viên trong gia đình thôi. Con xin phép ba má con lên phòng. Đứng lại. Muốn đi á thì đi luôn đi. Con với cái, thà không có còn hơn. Ông à, tôi không thể nào chịu đựng được nó nữa rồi. Thôi, ông bình tĩnh lại đi, đừng có nóng giận quá, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Không tức sao được. Bà coi đó, nó nói chuyện với tôi như vậy đó. Nó hỗn láo quá mà. Còn đang có chuyện buồn mà. Chồng nó mất, nó có quyền tái giá. Tôi còn khuyến khích cái chuyện đó nữa, cho nó tìm hạnh phúc. Nhưng với ai á, còn thằng Thái Duy á, thì không được. Tại sao vậy? Thái Duy là đối tác làm ăn thân thiết với ông mà. Tụi nó không được là không được. Thôi mà ông. Em buồn lắm, không ai hiểu được em hết. Nhưng lúc như bây giờ em mới biết được, chỉ có mình anh mới hiểu được em. Em yêu anh nhiều lắm. Ở nơi nào đó anh có nhớ em không? Anh hãy chờ em. Em sẽ đến với anh sau khi tìm ra được sự thật về cái chết đau đớn của anh. Em chỉ nghe anh hai nói là trong đó lưu trữ tài liệu mà ông Lâm và công ty Đại Phát làm chuyện bất hợp pháp thôi. Tôi đã ghi chép dưới đây là bằng chứng của những hành vi gieo rắc cái chết trắng, hòng thu được những đồng tiền bẩn thỉu. Tôi biết rằng khi làm việc này, tôi đã cá cược sinh mạng của mình. Song tôi không thể không làm.
Lương tâm tôi không cho phép tôi ngồi yên nhìn tội ác đang diễn ra trước mắt. Vì sự thụ động cũng có nghĩa là đồng lõa. Tôi không muốn trở thành một kẻ đồng lõa với tội ác, dù biết rằng khi đi ngược lại, tôi đã chống lại họ. Không chỉ một người, hai người, mà là một thế lực đen tối bất chấp tất cả, sẵn sàng gây ra bất kỳ tội ác nào để càng có nhiều tiền càng tốt. Với bọn họ chỉ có tiền, tôi không thể làm ngơ. Vì vậy tôi đã ghi lại. Sao kỳ vậy? Chỉ toàn là những con số. Nội dung đã được mã hóa, coi như công cốc. Chỉ có mình Hoàng Nam mới đọc được mà thôi. Nhưng anh ấy đã chết rồi. Ăn trái cây đi anh. À, cảm ơn em. Ăn trái cây đi con. Dạ, cảm ơn má. Con xin lỗi ba, xin lỗi má về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Con hứa từ nay về sau sẽ không làm cho ba má buồn nữa. Vậy mới là con gái của ba chứ. Ba rất vui. Con ăn đi. Dạ. Nè ba. Dạ. Em còn nghỉ đi. Dạ. Về nhà mình rồi đó. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Cậu chủ có nhà không chị? Dạ, chắc cậu chủ đang ngủ trên lầu á. Chút nữa chị lên kêu nó xuống giùm tôi nha. Dạ. Chị pha giùm tôi ly nước cam luôn. Dạ. Em. Cảm ơn anh vì đã dành nhiều thời gian cho em. Anh sẵn sàng làm tất cả vì em mà. Đi đường có mệt không? Dạ không. Về nhà rồi. Khỏe ha? Dạ. Em nghỉ ngơi đi. Ừ, anh à. Dạ mời ông bà dùng nước ạ. Cảm ơn chị. Để tôi lên tôi kêu cậu Duy xuống nha. Ừ, chị đi đi. Dạ. Nè. Em uống đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe ha. Cảm ơn anh. À, bà làm cái gì vậy? Dạ, dạ tôi... Tôi cái gì? Cậu đi đâu vậy? Tôi đi đâu liên quan gì tới bà? Nhiều chuyện. Không phải, tôi không có nhiều chuyện. Không nhiều chuyện tránh ra chỗ khác đi. Chưa. Cái gì nói đi. Ông chủ kêu cậu xuống dưới kìa. Chỗ nào? Thì ba cậu đó, đi về cùng với bà chủ nữa kìa. À da. Em uống nước nghỉ ngơi nha. Dạ. Chờ anh chút ha. Dạ.
Duy đó hả con? Chứ còn ai Duy đây nữa mà hỏi. Mẹ có mua quà cho con nè. À, tôi xin lỗi nha. Gì vậy con? Trong nhà này không có ai là con của bà hết. Mong bà đổi lại cách xưng hô giùm. Sao con lại nói vậy? Mẹ có món quà mới mua tặng cho con nè. Con cầm lấy đi, hy vọng nó sẽ hợp với con. Bà tính lấy lòng tôi kiểu đó hả? Trò con nít. Sao con lại... Nè, bà đừng kêu tôi kiểu đó có được không? Tôi không phải là con của bà, và bà cũng không phải là mẹ của tôi. Làm ơn nhớ giùm tôi cái điều đó nha. Nhưng mà... Không có nhưng gì hết. Nếu mà gọi chính xác á, thì bà chỉ là tình nhân của ba tôi thôi. Bà biết chưa? Sao con lại đối xử với mẹ như vậy? Như vậy là quá ít so với những gì bà làm cho mẹ tôi. Tôi nói cho bà biết, và mong bà nhớ rõ, cả đời này bà không bao giờ thế chỗ của mẹ tôi được đâu. Bà đừng có giả bộ, không có ai xót thương cho bà đâu. Bà có biết cái giọng trên trĩ của bà nghe mệt lắm không? Bà dẹp giùm tôi cái đi. Thằng khốn, mềm đi. Ba, mày đúng là một thằng mất dạy. Em đừng có buồn nha. Em đừng có để ý tới cái thằng mất dạy đó làm gì. Em có sao không? Em chỉ hơi mệt thôi. Vậy em ngồi nghỉ đi nha. Anh à, để đó cho anh lo. Mày làm cái gì vậy hả? Mày có biết là cái món quà này phải khó khăn như thế nào mẹ mày mới tìm được cho mày không? Không biết. Mày là một cái thằng không biết điều. Có bao giờ mày nghĩ tới mẹ mày không hả? Có, nhưng không phải là người đàn bà này. Anh, thôi mà. Nếu ba không còn gì để nói thì tôi đi trước. Đứng lại. Mày có giỏi mày đi luôn đi. Mất dạy. Trời đánh. Em có sao không? Ê bà, sao? Bà có biết sao con Trúc xin nghỉ không vậy? Tôi cũng không biết nữa, chắc con Trúc nó bị bệnh đó bà ơi. Lát có gì mình gọi hỏi thăm nữa nha. Ừ, lát nữa mình gọi. Anh Tuấn Trung đây. Hôm nay em không đi làm hả? Em thấy không khỏe nên xin nghỉ một hôm. Anh đang ở công ty hả? Ừ. Em nên đi bác sĩ cho an tâm nha. Thôi anh,
Có anh quan tâm em là em vui rồi. Mà anh đã mở cái USB ra chưa? Anh có xem rồi, nhưng không xem được gì ngoài lá thư của anh Hoàng Nam. Còn phần còn lại đã bị mã quá. Vậy làm sao anh? Anh hai em mất rồi. Trúc nhớ lại coi, Trúc có đưa cái USB này cho ai khác không? Dạ không, em giữ kỹ lắm, đến nỗi em không biết trong đó có gì nữa mà. Em chỉ đưa cho anh thôi. Mà có khi nào máy anh không đọc được không? Không có chuyện đó đâu, anh đã đọc được lá thư của anh ấy mà. Trong thư anh ấy viết gì vậy anh? Anh chỉ dặn dò người đọc một số điều. Nhưng phần tài liệu anh đã nói là không đọc được. Lạ quá. Có khi nào bị virus không ta? Cũng có thể. Thôi, em nghỉ ngơi đi nha. Bye em. Dạ, em chào anh. Vào đi. Chào chú. Tôi đã dặn cậu không được đến công ty tìm tôi. Sao cậu cứ sang nguyên tắc hoài vậy? Dạ con biết, nhưng mà chuyện gấp quá, con không thể liên lạc với chú qua điện thoại, nên con đến đây gặp chú luôn. Gì? Chú, lô hàng phân bón gặp trục trặc rồi. Trục trặc là sao? Bên hải quan yêu cầu mình phải xuất trình giấy phép kinh doanh của công ty mình. Những lần trước có vậy đâu, cứ lót tay cho họ là xong, sao không làm? Con biết chứ chú, nhưng mà đám này mới, phải từ từ mới quen được. Thôi được rồi, cậu cứ về cảng đi, tôi sẽ cho người mang giấy phép kinh doanh ra. Chú à, chú đưa con cầm đi luôn cho tiện. Cần gì phải đưa cho người khác, lỡ như nó tò mò tọc mạch lúc đó chết cả lũ luôn đó. Cậu bắt đầu ăn nói luôn tuồng rồi đó. Ai cả lũ với cậu? Tôi à? Phải ăn nói có tôn ti trật tự chứ. Cậu nên nhớ, tôi là người giật cậu dậy từ vũng bùn đó. Dạ con xin lỗi, tại con quen miệng. Con đi như chú. Chưa hết. Từ nay trở đi, tôi không muốn cậu rủ rê Nhã Trân đi chơi nữa. Chú à, con đã có rủ rê vợ Nhã Trân. Chẳng qua Nhã Trân buồn quá cho nên... Nếu như nó có xảy ra chuyện gì, con đừng có trách tôi. Dạ. Nó có khi nào kể về cái chết của chồng nó cho cậu nghe không? Dạ không. Cậu có khi nào tự hỏi tại sao Nhã Trân chọn cậu không? Cái này con nghĩ đơn giản. Tại vì Nhã Trân buồn, cần đến sự của anh Lãng sau cái chết của chồng cô ấy. Tại sao nó không chọn người khác mà lại chọn cậu? Đơn giản, vì con sành điệu, dân chơi thứ thiệt, và con biết cách làm cho phụ nữ yêu thích. Nói thiệt đi, cậu đã làm gì nó chưa? Nói ra sợ chú không tin, chứ thiệt tình thì con không dám. Tôi không tin một kẻ sát gái như cậu mà lại mèo chơi mỡ. Sát gái với ai kìa, nhưng đối với Nhã Trân thì lại khác. Khác làm sao? Con yêu cô ấy. Cậu đi đi, tôi sẽ cho người đem giấy tờ ra cho cậu. Dạ, con biết rồi. Gọi luật sư Tấn Trung lên phòng gặp tôi. Dạ.
Ông nội này đi đâu lâu quá vậy ta? Anh đúng là linh thiệt đó nghe. Mới nhắc cái hiện ra liền. Mày nói tao là ma phải không? Mày vừa phải thôi nha. Vô công ty thì bị ông chủ la, ra đây thì bị mày tru quẻo nữa. Anh lấy giấy tờ xong chưa? Trình cho họ để mình còn đi lấy hàng nữa. Ông đâu có đưa giấy tờ gì cho tao, lại còn đuổi tao như đuổi tà nữa. Không có giấy phép kinh doanh như họ yêu cầu thì làm sao mình lấy hàng ra được anh? Ông nói sao có người cầm ra? Nếu làm vậy không tin anh Duy rồi. Dù sao anh Duy cũng là một ông chủ salon ô tô mà. Anh, luật sư Tuấn Trung kìa. Nó ra đây làm gì vậy? Cần sao cho em? Anh đợi em chút. Nhanh giùm anh đi. Dạ. Hai anh chờ tôi một chút. Thằng này chắc được ông chủ tin tưởng lắm đây. Hồi nãy á, lúc nó mới vô đây, nó nhìn anh á với gương mặt ghê lắm đó. Rồi sao? Giờ nó dám làm gì tao? Trả thù tao cái vụ hôm bữa tao dần nó một trận hả? Cái thằng láo liếu dám hổ với nhà Trần của tao. Nó nhìn cái mặt của nó em cũng ứa gan lắm. Nó cũng từng giành giật con bồ với em chứ bộ. Mày cũng có bồ nữa hả? Anh đừng coi thường thằng này nha. Nhìn kỹ lại đi, em cũng không thua anh bao nhiêu đâu. Cái thằng này bữa nay ngon quá ha. Được. Anh ơi cho em đóng tiền. À anh chờ một chút. Bữa nào mày dắt con bồ mày gặp tao đi, cho tao nghiến cái. Tôi đâu có ngu. Mày dám hả? Đem ra đây cho anh gặp rồi anh hút nó luôn hả? Trời ơi tôi đâu có ngu. Anh đâu có chừa ai đâu. Nó tới kìa. Xe của hai anh đâu? Để ngoài kia kìa mày. Theo tôi nhận hàng. Mày đi nhận hàng với nó đi, tao về. Số phân bón này anh chở về công ty hay chở về đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ đại diện lấy hàng cho công ty thôi. Em chuyển cái này qua phòng kinh doanh nha. Dạ em biết rồi, em chuyển liền. À với lại em nói anh Quân đưa cho chị hợp đồng ở công ty Hoàng Gia. Dạ em biết rồi. À khoan đã. Em gọi dạ. Cho chị bốn một chỗ ăn trưa tại nhà hàng trưa nay nha. Dạ em biết rồi, chỗ cũ phải không chị? Ừ. Chị còn cần gì nữa không? Có gì chị sẽ gọi em ra ngoài đi. Dạ.
Alo, tôi nghe. Được rồi, anh cứ gửi đến địa chỉ đó cho tôi. Cảm ơn anh. Giờ đi. Dạ con mời bác. Cảm ơn cô. Ủa má. Con. Má đến công ty có chuyện gì hả má? Má đến đường đột quá. Ờ không có gì đâu, má ngồi đi. Má uống gì không để con gọi? Không cần đâu con. Má có chuyện muốn nói với con. Chuyện gì vậy má? Má muốn nói về chuyện ba con và con. Nếu về chuyện đó thì con không muốn nghe đâu. Con cứ nghe má nói trước đã. Dạ. Má biết dạo này con có nhiều chuyện không vui, nhất là sau khi Hoàng Nam mất đi. Đó là một mất mát lớn cho con, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của con. Nhưng con phải biết một điều, không những con mà ba má đều rất buồn. Vậy lấy làm tiếc gì điều đó. Khoảng thời gian gần đây má thấy con thay đổi rất nhiều. Má cũng không muốn nói về chuyện riêng tư của con. Má chỉ mong muốn ba con và con hòa thuận với nhau. Vậy là má vui lắm rồi. Con hiểu ý má, nhưng giờ lúc này con chỉ muốn được nhẹ lòng thôi. Ý con là sao? Hiện tại con chỉ muốn làm theo những gì mình thích. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, con không muốn sống và làm việc theo khuôn khổ của những người khác nữa. Ý con nói là ba con sao? Chỉ có ba là luôn hướng con theo những con đường mà không bao giờ con muốn bước chân lên trên đó. Con phải hiểu, ba con làm tất cả mọi chuyện là vì con. Có một số chuyện con nghĩ má thật sự vẫn chưa hiểu hết về ba đó. Con chỉ nói vậy thôi. Con nhiều khi con có cảm giác ba rất ích kỷ. Hình như chưa bao giờ ba nghĩ đến cảm giác của con và má. Mà con lại nghĩ hình như ba chưa bao giờ quan tâm tới gia đình. Bà chỉ biết phán xét mọi người mà quên đi trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột. Về mặt này, con nghĩ má hiểu ba nhiều hơn con. Má biết ý con rồi. Má chỉ muốn nói với con thêm chuyện này. Dạ, má nói đi. Cho dù ba con có khó tính như thế nào, thì trong thâm tâm ba con vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng như ngày nào. Ba con rất yêu thương con. Trần à, con hiểu cho ba nghe con. Anh Tuấn Trung. À, có gì không em? Anh chạy xe mà cứ nghĩ ngợi gì vậy? Lo tập trung lái đi kìa. À, sáng nay em thấy trong người như thế nào? Quẳng gánh lo đi mà vui sống thôi. Anh cũng muốn được như em vậy, nhưng mà không được, khó quá. Bộ anh nhớ bạn gái hả?
Anh đâu có bạn gái đâu. Thiệt không? Em làm thầy bói xem voi phải không? Em đùa với anh tí mà. Tại nãy giờ em thấy anh cứ thẫn thờ, chọc anh tí cho vui thôi. Vậy là em đã đạt được mục tiêu rồi. Mình đi ăn cái gì anh ha? Ở đâu em? Anh cứ chạy thẳng đi, rồi em chỉ đường cho. Ok. Tao nói là không uống mà. Không hiểu hả? Ngu quá vậy. Nhưng mà bà nói là phải dặn anh uống thuốc đúng giờ. Bà nào? Hả? Thì má của anh đó. Má tao chứ phải là má mày đâu mày nghe lời như vậy. Ủa mà bà cũng không phải là má của tao nữa. Đi đi. Đi ra ngoài đi. Khỏi dọn gì hết. Đi ra ngoài. Đi. Biết. Vô đóng cửa đó. Mày biết hả? Không trả lời với tao như mày. Trời ơi. Không biết chừng nào mới lành đây. Nằm hoài chán quá. Làm gì hay lắm gì á. Tôi bước vô phòng là tại bà kêu tôi. Bà mà không kêu tôi hả? Còn lâu tôi mới bước vô phòng á. Gì vậy bé? Chị, thì có ông khó ưa đó đó chị. Sao? Bà dặn em cho ông uống thuốc đúng giờ. Ừ. Em mang thuốc vô, ông không uống thì thôi. Ông còn đập đổ đồ nữa. Rồi ông không cho em dọn, ông đuổi em xuống luôn á. Thôi được rồi, để đó chị tính. Em xuống dưới đi. Dạ, bực mình. Tao đã nói rồi mà. Em hả? Em... Mà anh tưởng người khác. Tưởng là tưởng cái gì hả? Nè, con bé Tư nó lên đây nó lo cho anh. Sao anh đối xử với nó như vậy hả? Hả? Người nãy hả? Em nói gì? Anh không có hiểu. Còn chối nữa hả? Nãy hả? Anh chỉ hay quên mà thôi. Em khoan đã. Gì nữa? Bộ em gặp anh chỉ có vậy thôi hả? Nè, vậy tôi hỏi anh ha, nếu như mà anh đối diện với một người khó ưa thì anh có muốn nói chuyện với họ không? Anh khó ưa hả? Anh đâu có khó ưa đâu. Em láo thiệt. Sốc với tao hả? Một ngày nào đó tao thề luôn, mày sẽ biết tay tao. Mày biết chưa mày? Chị Châu, chị Châu. Gì vậy em? Có cái chị nào tới kiếm ông khó ưa? Thôi được rồi, em xuống mời người ta vô đi. Dạ. Bé Tư. Em thấy bà đâu không? Dạ bà đi từ sớm rồi, mà chắc cũng sắp về đó. Ủa, sao em biết? Trời, đơn giản thôi. Bây giờ có ông khó ưa ở trong phòng, làm sao bà đi lâu được. Mệt. Thôi xuống mời người ta vô đi. Dạ. Ủa có anh Tí ở nhà không em? Dạ có chị, mời chị vô. Chào chị. Chị là... Tôi là Hằng. Còn cô? Tôi là em của anh Tí. Mời chị ngồi. Thì ra là vậy. Xin lỗi nha. Không có gì. Chị tới đây tìm anh Tiến hả? Đúng rồi. Không tìm ảnh, chẳng lẽ chị tới đây tìm em hả? Tôi không có ý đó. Ủa mà anh Tiến đâu rồi em? Tôi hỏi sao cô không trả lời. Ảnh đâu? Xin phép chị cho tôi hỏi chị câu này hơi tế nhị một chút nha. Em cứ hỏi đi.
cứ hỏi đi. Vì trước sau gì mình cũng là người một nhà mà. Chị là cái gì của anh Tiến vậy? Vậy mà em cũng hỏi cho được à. Chị á là người yêu của anh Tiến. Ồ, thì ra là vậy. Anh Tiến mà cũng có người yêu tệ như vậy hả ta? Ý em là sao? Không có gì. Thôi, xã giao bao nhiêu đó là đủ rồi. Làm ơn chị giùm phòng anh Tiến đi. Đợi chút xíu. Bé Tư ơi. Dạ. Ra chị nói cái này. Em đưa chị này lên phòng anh Tiến giúp chị. Dạ. Chị theo em nè. Lên đây. Đúng là nồi nào ấp chung đó mà. Chà, bữa nay rảnh quá nên nhớ tới tôi ha. Rảnh đâu rảnh. Đang bực mình muốn chết nè. Muốn tìm người Trúc xả giận mà không có ai hết. Trúc lên bà được không? Được thôi. Cứ tức, đổ bao nhiêu bà già này hứng hết cho. Nhưng mà đừng có đổ nhiều quá gây ô nhiễm môi trường hết nha bà. Ủa, đang ở đâu mà nghe ồn ào quá vậy bà? Cà phê chứ ở đâu? Ngồi với ai? Đoán thử coi. Chịu. Một mình. Cà phê một mình. À, mà sao bữa nay khi không nổi hứng bà đi uống cà phê một mình vậy? Nè, hẹn với trai phải không? Trai nào? Khai mau. Trái tim băng giá của bà đang tan chảy vì một anh chàng đẹp trai nào đó phải không? Bà chỉ giỏi đóng mò. Trai cái con khỉ. Ngồi một mình buồn muốn chết đây nè. Sắp khóc luôn rồi đây nè. Hả? Thôi đừng có khóc. Tôi cũng đang ở nhà một mình nè. Bực mình muốn chết luôn nè. Đợi chút xíu nha. Tôi chạy ra rồi bà hãy khóc. Ừ, có gì á, tôi đem thêm một cái khăn lông bự thiệt bự để chậm nước mắt cho bà nha. Ừ, được rồi, lẹ nha bà. Đợi chút xíu nha. Rồi rồi, chút nữa gặp lại. Chào em. Anh. Alo. Thưa giám đốc, có luật sư Tuấn Trung muốn gặp. Được rồi, mời vô gặp tôi. Dạ. Vô đi. Con chào ba. Chào con. Ba khỏe không? Khỏe. Công việc ba sao rồi ba? Vẫn bình thường. À, con tới đây có chuyện gì không? Dạ, không. Đâu có gì đâu ba. Chỉ có điều... Con có chuyện gì thì con cứ nói đi. Ba. Ừ? Có thể là con không làm bên chú Lâm nữa. Ủa? Tại sao? Ba thấy chú Lâm vẫn tôn trọng con mà. Lúc nào gặp ba mẹ, chú Lâm cũng khen ngợi con hết. Thái độ của chú Lâm thì không có gì phải nói. Nhưng... Nhưng sao? Con sẽ không làm việc bên chú Lâm nữa. Con sẽ về lại bên Mỹ. Về Mỹ? Tại sao lại về Mỹ? Nếu con không làm bên chú Lâm nữa, thì về nắm công ty của mình đi. Ba cũng già rồi, muốn được nghỉ ngơi cùng với mẹ con đi du lịch.
Việc đó tính sau đi ba. Con muốn nói cho ba biết để ba bớt bị áp lực. Nhưng ba vẫn thắc mắc, không biết nguyên nhân gì khiến con như vậy. Không lẽ đối với ba mà con cũng giấu không nói sao? Con chỉ nói khi nào con nắm chắc được mọi việc. Còn bây giờ chỉ là nghi vấn, chưa có bằng chứng. Có phải bên công ty đại phát của chú Lâm đang làm chuyện gì mờ ám, phi pháp, khiến cho con không hài lòng, đúng không? Ba đừng vội kết luận và nói với chú Lâm như vậy. Con không muốn mối tham giao với hai gia đình bị đổ vỡ vì những chuyện chưa rõ ràng. Ba cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi. Chuyện hợp tác làm ăn giữa ba và chú Lâm vẫn tiến triển tốt. Con gặp ba là để yêu cầu ba ngừng lại sự hợp tác đó. Sao vậy? Thôi bây giờ con nói kỹ lý do đi, ba sẽ chấp thuận. Con biết không, ba và chú Lâm sắp ký một hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Không được, ba nghe lời con đi, ba ngừng lại ngay. Tại sao? Nếu ba muốn biết thì con sẽ nói. Nhưng ba phải hứa là ba giữ kín, kể cả mẹ cũng không được biết. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Vì nó ảnh hưởng đến sinh mạng của ba và con. Hả? Cố lên anh. Anh ngồi nghỉ một chút đi. Bữa nay anh đi xa hơn mọi khi rồi đó. Vậy hả? Anh chưa thấy mệt. Thôi, anh ngồi nghỉ một chút đi. Đưa cây nạng cho em. Cảm ơn em nha. Biển đẹp quá anh ha. Anh có thích không? Tất nhiên rồi. Biển đẹp và lãng mạn như vậy bất cứ ai cũng sẽ thích mà. Sao hôm nay em lại đưa anh tới đây? Em muốn em và anh có một kỷ niệm. Sau này nếu anh thấy biển, anh sẽ nhớ em. Anh lúc nào mà không nhớ tới em? Ngày nào em cũng dẫn anh ra đây để tập đi mà. Em hỏi anh chuyện này, anh trả lời thật lòng nha. Chuyện gì? Em nói đi. Nè, có chuyện gì? Nói anh nghe đi. Nói ra em sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng không phải chuyện gì mình cũng nói ra được. Có tâm sự gì hả em? Phải chi lúc này em với anh sẽ bay thật xa, tới cuối chân trời kia đó. Để làm gì? Không phải ngày nào anh với em cũng ở bên cạnh nhau hay sao? Nhưng mà em sợ. Em sợ điều gì? Em sợ một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi em á. Khổ quá. Anh biến đi đâu được bây giờ? Em đừng có suy nghĩ xa xôi vậy được không? Nãy giờ em chưa nói ra điều mà em muốn nói. Nói đi, rồi anh với em cùng về. Để bác Tư và bé Bo trông á. Em sợ nói ra điều đó, nếu không như ý của mình thì khủng khiếp lắm. Điều gì mà ghê gớm vậy? Anh không nghĩ em lại phức tạp đến như vậy. Từ từ anh sẽ hiểu hết con người của em.
Em không có phức tạp như anh nghĩ đâu. Vậy thì em nói ra cái điều đơn giản đó đi. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, chỉ cần anh chia sẻ niềm vui với em, anh hiểu không? Như vậy là đủ rồi. Em yêu anh nhiều lắm. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Em không thấy anh là một kẻ tàn phế sao? Em không cần biết. Em chỉ biết là em yêu anh thôi. Em bây giờ không thể sống thiếu anh. Anh hiểu không? Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, quan tâm, chăm sóc cho anh như một người thân thiết. Cho em một cơ hội nha. Mày chơi đi. Hết bia rồi, sao không kêu thêm bia? Dạ anh chờ em chút, em kêu tụi nó liền. Chuyện nhỏ gì mày làm cũng em... không xong nữa. Lâu quá vậy em, chậm chạp quá vậy. Dạ tại hôm nay quán đông khách quá anh. Vô, dạ. Vô phục vụ anh đi. Anh Duy, hôm nay em được về sớm, anh chở em đi chơi nha. Sao anh lạnh lùng với em quá vậy? Đi mà anh. Đi ra chỗ khác. Đi. Dạ, nếu có gì thì hai anh cứ gọi em nha. Đi ra ngoài đi. Anh Duy à, hình như anh có chuyện buồn phải không? Hay đi ra với em quán khác đi. Trời vui lắm, có mấy em tươi lắm đó nghe. Vậy sao? Anh yên tâm đi, em tới đó với mấy anh em mấy lần rồi. Chỗ đó mấy em chiều mình tới bến luôn đó nghe. Anh à. Thằng Đạt tới chưa? Dạ, dạ. Tao hỏi thằng Đạt tới chưa? Ủa anh. Gì em? Sao hôm nay anh tới trễ quá vậy? Anh có chuyện riêng cần giải quyết. Anh Duy đang ở trển hả? Dạ đúng rồi đó anh. Mà không biết làm sao, bữa nay anh nóng tính lắm. Vậy sao? Không tin á, anh lên trển coi thử đi. Mà nhớ cẩn thận nha. Ừ. Tao cần mày làm cho tao một việc. Anh cần gì, em sẵn sàng. Chuyện gì vậy? Dạ Trân sẽ lấy tao. Vậy thì tốt quá. Chúc mừng đại ca. Mày học đâu cái thói ăn cơm hớt này vậy? Làm sao đại ca? Nhưng cổ ra cho tao một điều kiện. Là tao phải tìm cho ra kẻ nào đứng đằng sau cái chết của thằng Hoàng Nam. Thưởng chuyện gì? Kẻ đó anh biết rành quá mà. Nhưng tao muốn kẻ đó là mày. Uống trà đi con. Dạ, cảm ơn chú.
Mời vô. Anh Tuấn Trung, anh sao vậy? À, không có gì đâu. Nhưng mà sắc mặt của anh kìa, nhất định là phải có cái gì đó. Sao anh buồn vậy? Em giúp được gì cho anh không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, em đừng lo. À, tài liệu của anh đâu? Dạ đây. Đây là số tài liệu anh Hoàng Nam để lại mà em tập hợp được đó. Em đưa cái này qua bộ phận văn thư giùm anh nha. Dạ, em sẽ đi liền. Ừ. Anh đừng buồn nữa nha, sức khỏe là vàng đó. Ờ, cảm ơn em. Em xin phép. Những thông tin này của Hoàng Nam là có thật không? Nếu quả thật là như vậy thì không thể chấp nhận được. Kinh khủng quá. Alo. Dạ, tổng giám đốc mời luật sư Tuấn Trung lên phòng có gì cần à? Ừ, tôi qua liền. Vào đi. Dạ, con chào chú. Ngồi đi con. Uống với chú một ly nha. Nhân dịp gì vậy chú? Cũng nhờ có con cho ý kiến để điều chỉnh kịp thời lô hàng phân bón, chúng ta mới được trót lọt, không bị gì hết. Mời con. Con mời chú. Số phân bón đó chú giao cho Thái Duy vận chuyển hả? Mấy lần giải phóng hàng ở ngoài cảng, con có gặp anh ta và cậu Đạt. Đúng đó, ba của Thái Duy á là cho thân tình với chú, giống như ba của con vậy. Chú muốn giúp Thái Duy phát triển công việc đó mà. Nhưng anh ta đã là chủ của salon ô tô Thái Minh, cũng thuộc vào hàng có máu mặt đó chú. Toàn. Dạ. Đi uống với tôi vài chai không? Có sao ông đó. Mà nè, ông mới uống rượu ở đâu phải không? Toàn là mùi rượu không à. Có đi không thì nói, không thôi tôi đi một mình à. Anh có mùi rượu mà lái xe là công an hỏi thăm anh liền đó. Chìa khóa nè, vậy anh lái đi.
Say rồi mà còn đi nhậu nữa. Thiệt tình. Đi. Rảnh quá, kêu em ra đây chỉ để uống nước dừa rồi về hay sao? Em còn nhiều việc ở công ty lắm. Có chuyện gì không em? Dạ, bên đối tác quảng cáo hẹn chị sáng nay 10 giờ rưỡi làm việc đó chị. Chị nhớ rồi, chị về liền. Dạ. Anh đưa em về, em bận việc. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Định đi chơi đâu nữa phải không? Bữa khác đi, bữa nay thì không. Nhã Trân, em đừng có nóng, em ngồi xuống đi. Anh sẽ đưa em về công ty liền mà. Hôm đó nhà hàng, em có nói với anh, nếu như anh điều tra được kẻ nào đã gây ra cái chết thương tâm cho chồng em thì em sẽ chấp thuận lời cầu hôn của anh, phải không? Phải. Anh đã tìm ra rồi. Ai? Không ngờ nó là kẻ quen thuộc. Chắc em cũng biết. Anh nói ngay đi. Ai? Em cứ từ từ. Nó có chạy đi đâu được mà em nóng nảy vậy? Cái gì cũng phải từ từ mới thú vị chứ. Được rồi, như anh thấy đó, em không có thời gian. Kể cả thì giờ để chờ đợi một kết quả sự thật đáng giá ấy hay sao? Em không thích cái trò mèo dần chuột của anh. Nhưng đối với anh, đây là một giây phút trọng đại, vì khi nói ra nó sẽ thay đổi cuộc đời của anh. Anh sẽ có em mãi mãi. Bây giờ thì em không thể chờ đợi được nữa rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ nói sau khi em trả lời câu hỏi của anh. Anh nói đi. Nếu anh nói tên đó ra thì em sẽ chấp nhận lấy anh, đúng không? Phải. Ôi, cẩn thận. Thiệt là. Anh có sao không? Ôi, trời ơi. Anh đừng có nói với tôi là anh cho chó ăn chè đó nha cha. Có sao không? Trời ơi. Hả? Anh này. Anh không uống được, anh cho anh uống chi vậy? Anh làm hư anh không à? Anh ngó coi coi có được không? May mà không có người quen ở đây á. Anh đỡ chưa? Này về về. Thôi, anh Trung đứng đây nghe, đợi tôi qua đường lấy xe nha. Cô Trúc, ngó ảnh giùm tôi nghe cô Trúc. Dạ dạ. Anh Trung. Trở lại đây.
thì em đi nhậu. Em cũng biết nhậu nữa à. Anh biết nhậu, bộ em không biết nhậu hả? Anh đang có chuyện buồn. Nên mượn rượu giải sầu đúng không? Mà anh buồn chuyện gì vậy? Chuyện nhà thôi, không có gì đâu. Anh sao vậy? Hơi bị trúng mà. Chết rồi. Coi chừng anh bị trúng gió đó. Để lấy dầu xoa cho anh. Thôi, anh không quen sức dầu đâu. Không quen có phải sức. Rồi, anh không sức là bị cảm đó. Em đừng sức dầu. Trời. Thôi mà. Trời, anh không quen sức dầu đó. Anh chịu khó chút đi. Trời. Đi, đỡ chưa? Trời, dầu ở đâu vậy? Còn chút sức chưa trời. Anh thấy đỡ chưa? Tôi thấy dễ chịu rồi. Đó, thấy chưa? Em nói rồi mà. Ủa, mà cô Trúc đi đâu đây? Mấy anh biết nhậu, bộ tôi không biết nhậu hả? Gái miền Tây, rót tới đâu là uống tới đó đó. Nè, chứ không phải là cô đi giám sát anh chàng luật sư hào hoa phong nhã của tôi hả? Anh đừng có nói bậy nha. Ai giám sát ảnh chứ? Thôi, hai người đừng kể nữa. Nhắc cái vụ giám sát tôi mới nhớ. Thời mà tôi chưa đi du học á, tôi đi đâu á má tôi cũng kè kè đi theo. Gặp bạn gái á, mắc cỡ gần chết luôn. Dạ em nghe chị Trân ơi. Chị chờ em chút nha, em về liền. Công việc gì cũng không quan trọng bằng công chuyện này. Em thu xếp thì gặp chị mau. Dạ dạ em về liền hả? Anh Trung. Anh khỏe chưa? Cảm ơn em. Anh khỏe rồi. Nhà Trần gọi em có gì không? Dạ em cũng không biết là chuyện gì. Mà chỉ nói là có chuyện quan trọng. Kêu em về liền. Thôi mình về nha. Em xin phép về trước nha. Thôi em về trước đi. Nhưng mà bữa nào á tôi phải mời cô Trúc nhậu một bữa, không say không về nha. Dạ, đó là phải giữ lời đó. Ok, bye em. Anh đỡ anh Trung đi nè. Được rồi, có chuyện em về trước đi. Em về nha. Bye bye. Mà nè. Hả? Gì nữa đây? Từ giờ trở đi, anh không dẫn anh Trung đi nhậu mấy chỗ này nữa nha. Nãy giờ anh làm gì em thấy hết rồi đó. Tôi biết rồi. Thôi, cô về trước đi. Bye bye em. Nè ông, tôi cá với ông một chậu nhậu đó nghe. Cái gì? Con bé Trúc nó đang yêu. Yêu ai? Thì yêu ông chứ không lẽ yêu tôi. Tào lao. Thôi đi vậy. Buồn tôi ra đi, tôi đi được mà. Đi. Được không? Được. Đó, trời ơi, xỉn vậy á, mà cứ đòi đi một mình à, đi. Ê, nay sinh nhật bạn tôi á, mà tôi không biết mua cái gì cho nó hết trơn bà. Sao chị không làm việc đi mà ngồi tám vậy? À Trúc, không biết có chuyện gì mà chị Nhã Trân tìm Trúc nãy giờ á. Chị ngồi đó nãy giờ á, mà nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trúc vô trỏng đi. Dạ. Vô đi. Chị tìm em có gì không? Em ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói với em. Nếu là chuyện công ty thì em ở đây nghe chị nói. Còn nếu là chuyện riêng thì em xin lỗi. Em ngồi xuống đi. Em có quen với thằng Đạt, đàn em có tên Thái Duy, chủ salon ô tô Thái Minh không? Thái Duy, chủ salon ô tô nào chị? Là cái thằng đang bám theo chị như đĩa đó. Chị biết là em đã gặp qua nó rồi. Vậy thì em biết rồi. Mà sao chị... Em quen với thằng Đạt đó ra sao? Không phải em quen anh ta,
mà anh ta thích em. Thật ra thì Đạt cũng là người đã cứu em. Em cũng chỉ có ơn nghĩa thôi, chứ không có tình ý gì khác. Mà sao chị hỏi đến anh ta chi vậy? Chị đang có thông tin, chính nó đã gây ra cái chết của anh Hoàng Nam. Thật vậy sao? Sao chị biết được? Vậy mà nó còn dám tán tỉnh em đó chị. Em sẽ đi tố cáo nó. Em bình tĩnh đi, em không nên nóng vội. Chị muốn em thông qua mối quan hệ này tìm hiểu rõ sự thật, xem nó có phải là thủ phạm hay không, bằng những bằng chứng cụ thể và rõ ràng. Em sẽ cố gắng, nhưng em phải nhớ hết sức cẩn thận. Bọn nó rất lưu manh và xảo quyệt. Chị Trân à, em xin lỗi. Vậy mà suốt thời gian qua em đã hiểu lầm chị. Mọi người đều có quyền nghĩ theo cách của mình, và đó là cách của chị để tìm ra sự thật dù phải chịu búa rìu dư luận. Hương hồn của anh hai em chắc sẽ được siêu thoát. Anh sẽ không trách gì chị đâu. Em phải nhớ, khi sự thật chưa được phơi bày thì chúng ta phải hết sức bí mật, đừng để tụi nó phát hiện. Dạ, em biết rồi. Chị sẽ phải đóng tiếp màn kịch với Thái Duy. Thông cảm cho chị nha. Dạ, em tin tưởng chị mà. Em không hiểu tại sao chú Lâm để cho cha Sơn về nắm phòng pháp chế luôn á. Ông đâu có biết cái gì đâu, chỉ giỏi nịnh nọt thôi anh. Thật ra anh cũng cảm thấy mệt mỏi và bị nhiều áp lực khi ngồi ở đó. Sự thay đổi đó đối với anh là cũng cần thiết và đúng lúc. Thiệt không đó? Em nghĩ mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Phải có chuyện gì đây nè. Thôi bỏ đi. Sao em không hỏi tại sao anh lại mời em ra biển chơi? Em không hỏi vì biết nhiều quá cũng đau đầu, mệt mỏi lắm anh. Để làm gì chứ? Thay vì mình hỏi thì mình hãy đón nhận mọi chuyện một cách chân thành nhất, vậy sẽ dễ chịu hơn. Càng ngày á, anh càng khám phá ra em có những điều độc đáo nha. Tốt nhất là hãy đón nhận mọi thứ đến với mình giống như là mặt đất đón nhận cơn mưa vậy đó. Mưa rào hay mưa phùn gì thì cũng là mưa. Để nếu mà mình bị thất vọng thì cũng không bị đau đớn dày dò. À, em có mang theo chai dầu gió hôm bữa sức cho anh không? Chi vậy anh? Anh thường bị trúng gió, chóng mặt khi ra biển. Chai dầu gió của em phải nói là rất là hay. Anh nói với em là anh không thích sức dầu mà. Anh chê mùi nó kỳ kìa. Nhưng bây giờ anh ghiền rồi thì sao? Quá em hả? À, nếu có dịp á, em sẽ dẫn anh về quê của em chơi. Biển nó đẹp lắm luôn á. Anh mà nhìn thấy hả là anh mê liền. Cẩn thận đó. Biển ở đây cũng đẹp quá anh ha. À. Em xin lỗi nha. Em nhìn gì vậy? Anh nhìn kìa.
Nhìn hình ảnh này cảm động quá em ha. Em mình chụp cho họ tấm ảnh kỷ niệm đi. Anh chị ơi. Anh chị à, xin phép anh chị cho tôi chụp tấm hình nha. Anh Hoàng Nam. Trời, anh Hoàng Nam. Làm gì vậy? Chị làm gì vậy? Chị buông ra đi. Anh Nam nào? Đây là anh miệng của tôi mà. Anh Hoàng Nam đó anh. Em à, em nhìn kỹ đi. Chắc là người giống người thôi. Anh Nam đã mất rồi mà. Ừ. Anh Biển, mình về đi. Mấy ngày này dữ lắm, họ tới bắt anh á. Mình về đi. Mình đi. Bo ơi, Bo. Bo ơi. Dạ. Đi, về Bo. Dạ. Đi về, đi. Ê, Bo. Ủa, con sao vậy? Bo. Sao vậy bé con? Bé sao vậy chị? Bo ơi. Bo, sao thằng bé mặt mũi nó tím tái vậy? Có khi nào bị trúng gió không? Bo. Nó bị bệnh tim hay bị xỉu vậy đó. Nằm xíu là hết à. Nhà chị ở đâu? Để tụi anh nó về cho. Ừ. Tôi không cần đâu. Bây giờ chị dìu dìu anh kia thì làm sao chị ẵm nó được. Ừ. Chúng tôi không làm gì xấu đâu. Chỉ muốn đưa nó về thôi mà. Thôi, cho họ giúp đi Linh. Tình hình thằng Bo là quan trọng nhất. Đi thôi. Về hai người theo tôi. Có chuyện gì vậy con? Ai đây? Thằng Bo nó bị xỉu. Hai anh chị này đưa nó về đó ba. À, tôi cảm ơn cô chú nhiều. Mời cô chú vô nhà. Dạ. Cháu nó bị lâu chưa vậy bác? Mới sinh ra nó đã bị rồi. Bác sĩ nói trái tim nó bị trục trặc gì đó, phải mổ mới xong. Tiền đâu mà mổ cô chú? Nghe nói mắc tiền lắm. Nhưng để lâu cũng không xong. Tái đi tái lại, dễ bị ngưng tim lắm đó bác. Biết sao giờ, tiền đâu? Rồi bác để như vậy không trị cho cháu sao? Nghe thầy Mười nói, cho nó ăn tim heo tươi, dưng cách thủy với cần sa sẽ đỡ. Thì tôi cũng làm cho nó ăn đó chứ. Nó có đỡ không bác? Thấy nó cũng đỡ đỡ. Nhưng không có tiền cho nó ăn đúng liều, nên nó cứ tái đi tái lại hoài. Anh Biển, anh đi vô nghỉ nha. Xong để cho anh ngồi chơi với hai bạn này một chút. Hai người này tốt mà. Anh đi nhiều, tập nhiều, mệt lắm. Phải nghỉ ngơi, đi vô. Đi. Hai bạn ở chơi nha. Anh có thấy người đó giống anh Hoàng Nam của em không? Giống. Nhưng mà không chừng Trúc bị quan tưởng đó. Bác ơi, anh đó là gì của bác vậy? Anh bị tai nạn hả? Cậu đó là con trai của tôi. Nó đi đóng đáy hàng khơi bị tai nạn chấn thương đó cô. Con tỉnh rồi hả? Ông nội. Ông nội đi con. Ông nội đi nè. Bác nên đưa cháu Bo về Sài Gòn mổ tim. Đừng có ngại chuyện tiền bạc.
con sẽ nhờ tổ chức từ thiện hỗ trợ. Ngày mai tụi con sẽ trở lại để tiến hành làm hồ sơ cho cháu. Bác cứ yên tâm. Được vậy tôi cảm ơn cô chú biết chừng nào. Em có gì không vui à? Sao em trầm ngâm vậy? Nhìn anh Biển con ông Tư, em thấy nhớ anh Hoàng Nam quá. Nhưng mà không hiểu sao lại có người giống như vậy nữa. Chuyện đó thỉnh thoảng cũng xảy ra, thậm chí không còn huyết thống. Nhưng mà em thấy lạ lắm. Lúc ngồi gần bên cạnh người này, em cứ thấy bồi hồi. Giống như là đã thân thiết từ lâu rồi vậy. Anh nghĩ có lẽ là do em nhớ anh Hoàng Nam quá, cho nên em nhìn ai cũng thấy giống anh Hoàng Nam hết. Nhưng mà em vẫn rất thắc mắc về mối quan hệ giữa ông Tư và anh ta. Em lại làm công an hình sự rồi. Thiệt mà, bộ anh không thấy giữa ông Tư và con trai ông ấy có gì khác hả? Cũng có đó. Người con trai trông dáng dấp phong thái tao nhã hơn. Ừ, đúng rồi. Còn ông Tư thì hơi thô, mà không có thấy nét giống gì hết á. Em nghĩ họ không phải là cha con đâu. Suy luận đó là cảm tính, cần phải có cơ sở khoa học mới có giá trị pháp lý. Dù sao đi nữa thì em cũng phải trở về vùng biển này để tìm ra sự thật.